tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, các cơ quan khí tượng trong khu vực và trên thế giới đang theo dõi áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines vì nó có khả năng trở thành bão mạnh hoặc rất mạnh. Philippines gọi áp thấp nhiệt đới này là Kristine, còn Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ ký hiệu nó là 22W. Dự báo đến tối ngày 21 tháng 10, áp thấp nhiệt đới Kristine 22W sẽ thành bão. Khi đó, nó có thể có tên quốc tế là Chami. Theo các mô hình dự báo hiện tại, khi đạt cường độ tối đa thì cơn bão này sẽ có sức gió khoảng hơn 100 km/h, cấp 10, cấp 11. Ở thời điểm trước khi hoặc khi nó đổ bộ Philippines. Như vậy, về cường độ, cơn bão này không mạnh như bão Yagi, bão số 3 ở nước ta. Tuy nhiên, Kristine 22W có một điểm đặc biệt mà các chuyên gia cũng rất ấn tượng, đó là hoàn lưu khổng lồ. Hoàn lưu của Kristine 22W rất lớn, nhìn là thấy nó có thể bao trùm gần như toàn bộ Philippines. Theo trang hệ thống thời tiết Philippines, đường kính hoàn lưu của Kristine 22W vào sáng ngày 21 tháng 10 lên đến 1.500 km, tức là gần gấp đôi bão Yagi về kích thước. Một cơn bão có kích thước lớn nghĩa là nó sẽ gây mưa trên diện rộng hơn và có thể gây nhiều thiệt hại hơn. Vì mưa to diện rộng lại dẫn đến các nguy cơ như ngập lụt, sạt lở đất. Vì vậy, các trang tin ở Philippines đã đưa ra cảnh báo rằng người dân nên chuẩn bị phòng chống bão từ khi bão còn ở xa đất liền, do mưa lớn sẽ xảy ra ở nhiều vùng từ ngày 21 tháng 10 dù đến khoảng ngày 25 tháng 10, bão mới đổ bộ. Theo dự báo hiện tại, cơn bão sẽ đi vào Biển Đông vào khoảng ngày 25-26 tháng 10, nhưng chưa biết nó có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam hay không. Một vài mô hình dự báo nhận định rằng nó có thể gây mưa to ở một số tỉnh thành ven biển miền Trung Việt Nam. Trong một diễn biến khác, sáng ngày 21 tháng 10 theo giờ Việt Nam, tức tối ngày 20 tháng 10 theo giờ địa phương, bão Oca đã đổ bộ vào Guantanamo, miền đông Cuba với sức gió tối đa là 120 km/h, kèm theo mưa to và gió lớn. Chính phủ Cuba đã quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 23 tháng 10 và nỗ lực khôi phục lưới điện trước tối ngày 21 tháng 10, chậm nhất là ngày 22 tháng 10. Oca là cơn bão tiếp theo trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2024. Trước đó, một số cơ quan chuyên môn đã dự đoán rằng mùa bão năm 2024 sẽ sôi động hơn nhiều so với mức trung bình hàng năm và hầu hết các cơn bão lớn sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển lục địa của Mỹ và vùng Caribe. Dự báo bão Oca sẽ suy yếu sau khi đổ bộ vào bờ biển Đông Bắc của Cuba, song vẫn có thể duy trì mức độ là cơn bão nhiệt đới khi di chuyển về phía Bắc Cuba vào cuối ngày 21 tháng 10 và di chuyển qua miền Trung Bahamas vào ngày 22 tháng 10. Các nhà dự báo của AccuWeather từng lo ngại bão Oca có thể mạnh lên thành bão cuồng phong cấp 2. John Porter, nhà khí tượng học trưởng của AccuWeather cảnh báo, mưa lớn rơi xuống địa hình dốc ở đông nam Cuba làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về lũ quét lớn cũng như sạt lở đất đá. Sự kết hợp của những yếu tố này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở một số khu vực đông nam Cuba nếu cơn bão Oca mạnh hơn đi qua gần hoặc thậm chí đổ bộ vào Cuba. Theo chuyên gia về bão Phil Klotzbach, Đại học bang Colorado, Mỹ, Oca là cơn bão cuồng phong số 10 trong mùa bão năm 2024, đánh dấu lần thứ 10 trong sách kỷ lục về một mùa bão Đại Tây Dương có thể tạo ra nhiều cơn bão cuồng phong như vậy. Tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho hay, tâm bão Oca đổ bộ vào tỉnh Guantanamo của Cuba, gần thành phố Paraguay vào tối ngày 20 tháng 10. Sức gió duy trì mạnh nhất của cơn bão cuồng phong cấp 1 Oca khi đổ bộ Cuba lên tới 130 km/h. Các nhà dự báo thời tiết cho biết, do ảnh hưởng của bão Oca, lượng mưa dự kiến từ 130 đến 250 mm sẽ được ghi nhận trên khắp miền đông Cuba tới hết ngày 22 tháng 10. Với một số khu vực có thể mưa to tới 380 mm. Vài giờ trước đó, bão Oca đổ bộ lần thứ nhất vào vùng đông nam Bahamas. Các nhà dự báo bão của Trung tâm bão dự kiến, bão Oca sẽ yếu đi sau khi đổ bộ Cuba, nhưng vẫn duy trì cường độ bão nhiệt đới khi di chuyển về phía bắc Cuba cuối ngày 21 tháng 10. Dự báo, cơn bão mới nhất trong mùa bão 2024 sẽ đi qua Trung Bahamas ngày 22 tháng 10. Tin bão mới nhất của USA Today cũng lưu ý, bão Oca đổ bộ Cuba khi hàng triệu người trên khắp hòn đảo trong tình trạng mất điện. Lưới điện của Cuba gặp sự cố ngày 20 tháng 10, lần thứ tư trong vòng 48 giờ. Theo Reuters, Cuba mất điện lần đầu vào chiều ngày 18 tháng 10 khi nhà máy phát điện lớn nhất của hòn đảo ngừng hoạt động. Sau đó, lưới điện lại bị sập vào sáng ngày 19 tháng 10. Cuba đã đạt được những bước tiến trong khôi phục lưới điện trước khi tiếp tục xảy ra sự cố mất điện lần thứ 3 vào tối ngày 19 tháng 10. Cuba đã cho các trường học nghỉ tới ngày 23 tháng 10 để phòng ngừa ảnh hưởng của bão Oca cũng như do mất điện. Các nhà dự báo bão của AccuWeather từng lo ngại bão Oca có thể mạnh lên thành bão cuồng phong cấp 2. John Porter, nhà khí tượng học của AccuWeather cảnh báo mưa lớn rơi xuống địa hình dốc ở đông nam Cuba làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về lũ quét lớn cũng như sạt lở đất đá. Sự kết hợp của những yếu tố này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở một số khu vực đông nam Cuba nếu cơn bão Oca mạnh hơn đi qua gần hoặc thậm chí đổ bộ vào Cuba. Những tác động của cơn bão với Cuba là vô cùng đáng lo ngại vì cuộc khủng hoảng điện đang diễn ra ở Cuba. Việc thêm một cơn bão đổ bộ trong bối cảnh mất điện hiện tại có thể khiến tác động của cơn bão tồi tệ hơn nhiều, gây nguy hiểm hơn nữa đến tính mạng con người và dẫn đến những thách thức trong việc chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau tác động của cơn bão. Oca là cơn bão cuồng phong số 10 trong mùa bão 2024, đánh dấu lần thứ 10 trong sách kỷ lục về một mùa bão Đại Tây Dương có thể tạo ra nhiều cơn bão cuồng phong như vậy, theo chuyên gia về bão Phil Klotzbach, Đại học bang Colorado, Mỹ. Theo Fox News, bão Oca tăng cấp nhanh, gây sốc cho các nhà dự báo bão. Ngày 18 tháng 10, Oca là vùng áp thấp dường như không có khả năng mạnh lên. Tới ngày 19 tháng 10, Oca tăng cấp thần tốc, không có một mô hình dự báo máy tính nào dự đoán được sự phát triển đột ngột của bão Oca. Cảnh báo bão được vội vã ban bố cho đông nam Bahamas, quần đảo Tos và Caicos. Bão tăng cấp thần tốc là cực kỳ bất thường nhưng từng xảy ra như bão Humberto năm 2007. Humberto từ một vùng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão cuồng phong trong một ngày, ngay ngoài khơi biển Texas, lập kỷ lục về tăng cường độ và sức mạnh. Trước khi cơn bão mới hình thành, cơ quan khí tượng liên tục phát đi cảnh báo mưa rông, gió mạnh trên khu vực Biển Đông do không khí lạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Đêm ngày 20 tháng 10 và ngày 21 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Khoảng ngày 21 đến ngày 22 tháng 10, hình thành một giải hội tụ nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông. Trên giải hội tụ nhiệt đới này có thể hình thành các xoáy thuận nhiệt đới. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10, trên khu vực Biển Đông khả năng có hoạt động của áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Đêm 21 tháng 10 và ngày 22 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Đại diện cơ quan khí tượng cho biết, khoảng đêm ngày 22 tháng 10, thời tiết miền Bắc sẽ chuyển biến do có thêm không khí lạnh bổ sung. Theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 20 tháng 10, khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 20 tháng 10, có nơi trên 50 mm như Thạch Sơn, Hà Tĩnh 57,4 mm, Phú An, Thừa Thiên Huế 75,6 mm. Khu vực phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm 20 tháng 10, dự báo không khí lạnh yếu sẽ gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 10, một không khí lạnh khác bổ sung xuống các tỉnh miền Bắc. Cường độ của đợt không khí lạnh này mạnh hơn và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết các tỉnh ở Bắc Bộ. Ông Vũ Anh Tuấn nhận định về tác động của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa và nhiệt độ giảm, trời trở lạnh về đêm và sáng, gió mạnh trên khu vực Vịnh Bắc Bộ có thể mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ đêm 20 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10, dự báo có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn, lượng mưa lớn hơn 100 mm trong vòng 6 giờ. Khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định, từ đêm ngày 22 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10. Dự báo có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Nguyên nhân của đợt mưa này do ảnh hưởng không khí lạnh bổ sung kết hợp với các nhiễu động gió đông trên cao. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối ngày 20 tháng 10, dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét là cấp 1. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!